ơi, năm ngoái tôi đăng cái túi trà sữa kiểu Thái Lan này lên TikTok được khoảng 2 triệu view luôn các bạn. Phải nói bữa đó là tôi hết hồn luôn á trời. Xong có mấy bạn vô nói là mấy cái túi này không có bảo vệ môi trường. Thì tôi thấy cái ý kiến đó cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi nha. Hôm nay hãy đi cùng với tôi để biết lý do tại sao nha. Xin chào các bạn ơi, tôi là Tú Hiệu Trưởng đây. Nay tôi đi cái chi nhánh này đây là ở bên quận 12 nha các bạn. Hên sao hôm nay đi trúng ngay cái ngày 1 tặng 1 siêu hời. Cứ hãy các bạn sắm một cái túi hương vị bất kỳ thì sẽ được tặng liền một cái túi trà lông mini siêu dễ thương. Bên đây thì từ trà sữa khá là đa dạng, các bạn tha hồ mà lựa chọn. Ngoài cái signature là lollipop 3 tầng này ra thì tôi cũng rất là khoái cái hương vị trà của cái chỗ này. Đám tụi tôi có gọi hai túi trà là trà dâu tây và trà dâu tằm. Vị trà của nó thì đậm nè, vị ngọt dịu hòa cùng với lại vị chua, thật sự uống rất là fresh luôn á. Có mấy bạn nói túi này không có thân thiện với môi trường thì đó là khi các bạn uống xong các bạn quăng đi liền thôi. Tại vì cái túi này nó rất là chắc, các bạn giữ lại dùng để đựng mỹ phẩm nho nhỏ hay là mấy cái đồ linh tinh trong nhà cũng hợp lý lắm á nha. Nếu mà chúng ta tái chế như vậy á thì vừa có thể đú được trend mà vừa bảo vệ được môi trường rồi. Ok ha, ai mê thì nó lại chiến liền nhá.